xuất hành chương 16. Họ nhổ trại rời Elim lên đường và toàn thể cộng đồng con cái Israel tới sa mạc Sin giữa Elim và Sinai vào ngày 15 tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai Cập. Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Israel kêu trách ông Moshe và ông Aharon. Con cái Israel nói với các ông Phải chị chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập Khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê Nhưng không Các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó Mà vào sa mạc này Để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây Đức Chúa phán với ông Moshe Này Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình ngày nào cho ngày đó ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo luật của ta hay không ngày thứ sáu khi chúng dọn phần ăn đã đưa về sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày ông moshe và ông aharon nói với toàn thể con cái israel chiều nay anh em sẽ biết là chính đức chúa đã đưa anh em ra khỏi đất ai cập vào buổi sáng anh em sẽ thấy vinh quang của đức chúa vì đức chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu trách người còn chúng tôi chúng tôi là gì mà anh em kêu trách chúng tôi ông moshe nói đức chúa cho anh em chiều có thịt để ăn và sáng có bánh để được thỏa thuê vì Đức Chúa đang nghe thấy những lời anh em kêu trách người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì? Không phải anh em đã kêu trách chúng tôi, mà là kêu trách Đức Chúa. Ông Moshe nói với ông Aharon, Xin anh nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel thế này anh em hãy lại gần thánh nhang đức chúa vì người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách trong khi ông aharon nói với toàn thể cộng đồng con cái israel họ quay mặt về phía sa mạc và kìa vinh quang đức chúa xuất hiện trong đám mây đức chúa phán với ông moshe ta đã nghe tiếng con cái israel kêu trách Vậy ngươi hãy bảo chúng rằng Vào buổi chiều Các ngươi sẽ được ăn thịt Và ban sáng Các ngươi sẽ được ăn bánh thỏa thuê Và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa Thiên Chúa của các ngươi Thật vậy Buổi chiều chim cút bay đến rợp cả trại và buổi sáng thì có lớp xương phủ quanh trại. Rồi khi xương tan đi, thì trên mặt hoang địa có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như xương muối phủ mặt đất. Khi con cái Israel thấy thế, họ liền hỏi nhau, Man hú! Nghĩa là, cái gì đây? Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Moshe bảo họ, Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn. Đây là điều Đức Chúa đã truyền. Mỗi người hãy tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu mà lượm. Mỗi người một đấu, tùy theo số người. Mỗi người hãy lấy luôn cho những người ở cùng lều với mình. Còn cả Israel đã làm như thế. Họ lượm kẻ nhiều người ít. Rồi họ lấy đấu đông, kẻ có nhiều thì không dư, người có ít thì không thiếu mỗi người đã lượm tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu. Ông mô nói với họ, Đừng có ai để dành cho đến sáng. Một số người đã không nghe lời ông mô -xê. Họ để dành cho đến sáng. Nhưng trong đó có giòi bọ và xông ra mùi hôi thối. Bây giờ ông mô nổi giận với họ. Sáng nào cũng vậy. Mỗi người lượm tùy theo sức mình ăn được bao nhiêu và khi mặt trời tỏa sức nóng thì nó tan ra. Ngày thứ sáu, họ lượm bánh gấp đôi, mỗi người hai đấu. Tất cả những người lãnh đạo cộng đồng đến báo tin cho ông Moshe. Ông nói với họ, Đây là điều Đức Chúa phán. Mai là ngày nghỉ, ngày sa bát thánh để kính Đức Chúa. Cái gì phải nấu thì nấu. Cái gì phải luộc thì luộc. Tất cả những gì còn dư thì hãy cất đi để dành cho đến sáng hôm sau. Họ cất đi cho đến sáng hôm sau như ông mô đã truyền mà không thấy hôi và cũng không thấy có dòi bọ. Ông mô nói Hôm nay anh em ăn phần đó đi vì hôm nay là ngày sa bát kính Đức Chúa, hôm nay anh em sẽ không tìm thấy gì ở ngoài đồng. Trong sáu ngày anh em hãy lượm manna, còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát thì sẽ không có. Dầu vậy, ngày thứ bảy cũng có người trong dân đi ra lượm mà không tìm thấy. Đức Chúa phán với ông mô -xê cho đến bao giờ nữa các ngươi từ chối không tuân giữ các mệnh lệnh và luật lệ của ta các ngươi xem đức chúa đã ban ngày sa bát cho các ngươi vì thế ngày thứ sáu người ban cho các ngươi bánh đủ ăn hai ngày ai nấy hãy ở yên một chỗ ngày thứ bảy đừng có ai ra khỏi chỗ ở của mình Vậy dân nghỉ việc ngày thứ bảy. Nhà Israel đặt tên cho vật ấy là manna. Nó giống như hạt ngò, màu trắng và mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong. Ông Moshe nói, Đây là điều Đức Chúa đã truyền. Hãy đông cho đầy một đấu để giữ lại cho con cháu các ngươi. Như thế, chúng sẽ thấy bánh ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc lúc ta đem các ngươi ra khỏi đất ai cập ông moses nói với ông aharon hãy lấy một cái bình và đổ vào đó một đấu đầy mana rồi đặt trước nhang đức chúa để giữ lại cho con cháu anh em theo như đức chúa đã truyền cho ông moses ông aharon đã đặt cái bình ấy đằng trước chứng ước để giữ lại con cái Israel đã ăn manna suốt bốn mươi năm, cho đến khi họ tới đất định cư. Họ đã ăn manna cho đến khi tới ranh giới đất Canaan, một đấu tương đương bốn lít rưỡi.